Sáng nay đã diễn ra đại hội đại biểu phụ nữ công an tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tới dự có đại tá Phạm Văn Sơn, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh, hội liên hiệp phụ nữ tỉnh. Nhiệm kỳ qua, các phong trào hoạt động của các cấp hội phụ nữ công an tỉnh có bước phát triển mới, vai trò, vị thế của phụ nữ ở cơ quan, đơn vị và gia đình ngày càng được khẳng định, đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo chỉ huy phát triển cả về số lượng và chất lượng, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đơn vị, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Các phong trào thi đua được phát động triển khai mạnh mẽ, bài bản, tạo động lực cho cán bộ hội viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các mô hình phần việc do phụ nữ thực hiện đem lại hiệu quả cao, được cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ ghi nhận. Hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó tập trung xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội vững mạnh toàn diện, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua phụ nữ công an nhân dân, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, xây dựng người phụ nữ công an Ninh Bình có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, có tri thức, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng lực lượng trong tình hình mới phát biểu tại đại hội đại tá phạm văn sơn giám đốc công an tỉnh và lãnh đạo hội liên hiệp phụ nữ tỉnh đánh giá cao kết quả hội phụ nữ công an tỉnh đã đạt được đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới hội phụ nữ công an tỉnh cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung phương thức hoạt động của hội nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn cho cán bộ hội viên đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các mô hình tốt cách làm hay gương phụ nữ điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa hình ảnh người phụ nữ công an tỉnh tích cực chủ động xây dựng hội vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức Đại hội đã bầu ban chấp hành Hội phụ nữ công an tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 11 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên.